Một tài liệu mật của Cục Điều tra Liên bang FBI được ghi chép từ năm 1947 đề cập đến đĩa bay và người ngoài hành tinh khổng lồ đã được công bố. Tài liệu cho biết du khách ngoài hành tinh đang thực hiện nhiệm vụ hòa bình và còn cân nhắc việc ở lại trái đất. Theo báo Daily Star của Anh, vào đầu năm, FBI đã công bố bản báo cáo có biệt danh bản ghi chú 6751 do một giáo sư đại học giấu tên viết dài tới 70 trang. Nội dung của báo cáo này nhiều lần đề cập đến đĩa bay và các sinh vật ở nhiều không gian khác. Đoạn trích dường như đang thảo luận về sự xâm nhập của phi thuyền ngoài hành tinh và bầu khí quyển của trái đất. Báo cáo đề cập đến một tình huống nghiêm trọng liên quan đến đĩa bay. Nếu một trong số những đĩa bay này bị tấn công, thì máy bay tấn công gần như chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Theo như lo ngại thì điều này có thể dẫn đến sự hoảng loạn và nghi ngờ ở quốc tế. Trong phần nói về đĩa bay, tác giả của báo cáo này đã mô tả rằng một số đĩa bay chở các thành viên phi hành đoàn, trong khi những đĩa bay khác được điều khiển từ xa. Nhiệm vụ của những du khách ngoài hành tinh này là hòa bình và họ cân nhắc đến việc ở lại trái đất. Báo cáo cho biết những du khách ngoài hành tinh này giống như con người nhưng có kích thước lớn hơn. Bọn họ không đến từ bất kỳ hành tinh nào mà mọi người biết đến, mà là từ Etheric. Báo cáo cho biết thêm rằng những chiếc đĩa bay này có một loại năng lượng hoặc ánh sáng bức xạ có thể dễ dàng làm tan rã bất kỳ tàu vũ trụ nào phát động cuộc tấn công. Họ có thể trong nháy mắt từ Etheric đến địa cầu theo ý muốn, hoặc đơn giản là họ có thể biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta mà không để lại dấu vết gì. Báo cáo cũng chỉ ra rằng những đĩa bay này đang thực hiện sứ mệnh hòa bình nhưng lại có năng lực phá hủy vũ khí của con người. Trong một tài liệu giải mật khác do FBI công bố, người ta có thể thấy được thân thế bí ẩn của kỹ sư kiêm nhà phát minh thế kỷ thứ 19, Nikola Tesla. Tài liệu này được đánh dấu vào năm 1957 và đặt tên là Nikola Tesla Factory of Three, cho biết Tesla thực sự là một người đến từ sao Kim. Tài liệu này có được tải xuống từ trang web của FBI. Tài liệu cũng có ghi người vũ trụ nói với chúng tôi rằng Tesla là một người sao Kim. Ông mới được đưa đến hành tinh này vào năm 1856 khi còn là một đứa trẻ, và ông ấy được vợ chồng Tesla nuôi dưỡng ở một tỉnh miền núi xa xôi của Nam Tư.